Hello, chào các anh chị. Chào mừng các anh chị đến với cái chương trình họp nhóm thứ bảy vào buổi sáng. Trên tường á, trên 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 tường. Đây, lên rồi đấy, tường. Sáng sớm hôm nay thì để tiện cho tất cả mọi người cùng được xem, được nghe và được chia sẻ thì Thắng trực tiếp trên trên tường của Thắng luôn. Thì anh chị nào mà có câu hỏi nào thì xin vui lòng là để lại cái câu hỏi ở phía dưới, thì cộng tác viên hôm nay sẽ tổng hợp để Thắng ngồi trao đổi nói chuyện cùng với các anh chị luôn. Đầu tiên thì Thắng sẽ tập trung trả lời một số cái câu hỏi mà hôm qua mà các anh chị có đặt câu hỏi cho nhóm, và tối hôm qua thì có tập hợp lại cái câu trả lời, thì sáng sớm nay thì sẽ gửi tới nhóm các cái câu trả lời. Chờ một chút ạ, anh chị chờ một chút ạ. Hôm qua thì chúng ta nhận được cả cả là 8 câu hỏi các anh chị ạ. Cái câu hỏi thứ nhất là: bạn ơi, cho mình hỏi thị trường chứng khoán Việt Nam hiện tại đang bị nhiễu với một số cổ phiếu FLC, ROT và các cổ phiếu mới như là Sabico, Vietjet. Nếu các cổ phiếu này không giữ được như bây giờ thì liệu chứng khoán Việt Nam có bị chu kỳ xuống sâu không? Xuống sâu không? Thưa với các anh chị là ở trên thị trường chứng khoán ấy, thì cái việc mà nó lên được thì nó sẽ xuống được. Nó tạo nên cái sự dịch chuyển của thị trường trong ngắn hạn, trong trung hạn và dài hạn. Cái việc mà những cái cổ phiếu như là Sabico, Vietjet mới lên sàn và tăng nóng, cũng như là FLC, Pharos, thì ở đây chúng ta phải làm rõ với nhau rằng là khi mà những cổ phiếu mà nào mà tăng tăng không đúng với thực tế thực tại của doanh nghiệp thì đương nhiên sớm hay muộn thì nó sẽ có cái sự dịch chuyển giảm lại trong 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 một cái khoảng thời gian sau cái đợt đợt cái chu kỳ tăng đó. Cũng chính vì cái điều đó thì cũng không cần phải quá lo lắng cho cái câu chuyện là khi những cổ phiếu này giảm thì thị trường có giảm sâu hay không, bởi vì cái việc vận động của thị trường, của Mr. Thị trường, nó luôn luôn đúng, nó luôn luôn đúng, và nó sẽ có những cái cổ phiếu khác hỗ trợ và dịch chuyển để thị trường tạo ra một cái sự cân bằng nhất định. Câu hỏi thứ hai đó là Vinamilk có tăng trở lại không khi FNN đăng ký mua tiếp? Thực ra cái việc mà định lượng câu chuyện Vinamilk có tăng tiếp hay không mà khi FNN đăng ký mua thì thưa với các anh chị là đó là một câu chuyện cực kỳ khó, vô cùng khó đoán luôn. Bởi vì trong quá trình mà giao dịch mua của theo cái kinh nghiệm thông thường á, thì khi một cái tổ chức lớn mà đăng ký mua vào cổ phiếu thì cả về tác động về mặt tâm lý cũng như tác động về mặt cung cầu thì rõ ràng cổ phiếu được cái tin như vậy thì sẽ tăng rất là tốt, tăng tốt trong ngắn hạn. Mặc dù vậy thì trong suốt khoảng thời gian vừa qua thì khi FNN đăng ký mua Vinamilk thì không những Vinamilk không tăng mà có xu hướng còn giảm. Tuy vậy, cái việc mà gần như là dịch chuyển mang tính chất là đi ngang trong cái khoảng thời gian của FNN đăng ký mua gần đây thì cho thấy rằng là việc mà mua vào của FNN không, gần như không tác động tới giá cổ phiếu Vinamilk. Nó chỉ là một cái thông tin được để cho chúng ta biết được rằng đang có một tổ chức thu gom cổ phiếu Vinamilk. Tuy vậy, chúng ta không biết được họ mua cụ thể là như thế nào, không giống như là cơ cấu ETF là họ đông đăng ký mua xong đấy họ sẽ mua quyết liệt vào một cái ngày khoảng ngày nào đó là ngày cuối cùng. Đường này cái việc đăng ký mua họ hoàn toàn có thể lấy lý do, báo cáo một cái lý do là tình hình thị trường không phù hợp, không mua đủ. Thực tế là nó có thay đổi gì đâu mà không phù hợp, nó vẫn là cái giá họ đăng ký thôi, nhưng họ không mua, hoặc họ cố tình không mua, họ chỉ mua một ít thôi.
thì câu chuyện mà dịch chuyển về giá nó không không có cách nào để mà định lượng được, mà thậm chí nó còn là được coi là một cái thông tin phá bình. Bởi vì thà không có cái tin đăng ký mua của FNN thì có khi có rất nhiều nhóm, có rất nhiều tổ chức, có rất nhiều các cái đơn vị khác có thể tham gia, hay không giống như là một doanh nghiệp mà có rất nhiều tổ chức cùng tham gia, nó sẽ rất là hay hơn là rất nhiều khi một doanh nghiệp chỉ duy nhất một tổ chức tham gia, bởi vì nó mang tính chất độc quyền. Nó mang tính chất độc quyền, nó quá độc quyền như vậy thì làm cho cái doanh nghiệp đó nó không còn tính chất khách quan nữa. Nên cái câu chuyện FNN đăng ký mua chưa chắc nó đã tác động tốt đến Vinamilk, mà có khi nó lại còn là cái thông tin phá bình Vinamilk nữa. Đó là cái câu trả lời mà theo cái ý thức gọi là chủ quan của nhóm để anh chị cùng nhau tham khảo, không coi đó là quyết định để mua bán. Cái câu hỏi thứ ba mà hôm qua nhận được đó là xin hỏi nhóm cổ phiếu chứng khoán SSI Hồ Chí Minh HCM, mình quan sát cách giao dịch nhóm này có điều gì đó giống năm 2015, hơn nữa khả năng có game của nhóm này. Thắng và các anh chị em đánh giá như thế nào về những sản phẩm phái sinh đối với chứng khoán? Cảm ơn cái câu hỏi này, bởi vì câu hỏi này là cái câu hỏi mà Thắng cũng muốn là làm rõ với các anh chị để cho các anh chị hiểu hơn về cái câu chuyện về cổ phiếu ngành chứng khoán. Thường thì cổ phiếu ngành chứng khoán là những cái cổ phiếu mà trong những năm trước đây thì nó tạo ra những cái đột biến rất là cao. Tại sao lại nói là nó tạo ra những cái đột biến khá là cao? Bởi vì thưa với các anh chị là nó như này, để Thắng tập hợp lại một chút cho anh Thắng khoảng 2 phút. Thường thường thì thưa anh chị là cổ phiếu ngành chứng khoán thì nó thường là những cái cổ phiếu mang tính gọi là dấu hiệu cho một cái thị trường tăng trưởng tích cực. Còn về mặt cơ kinh doanh của các doanh nghiệp ngành chứng khoán thì thường nó ảnh hưởng cái co chính của ngành chứng khoán, đó là phí giao dịch, thuế và các cái dịch vụ tư vấn đi kèm. Còn về một số doanh nghiệp đặc thù thì có thêm cái mảng tự doanh. Tuy vậy cái mảng tự doanh thì nó cũng giống như là cái việc kinh doanh của các anh chị thôi, nó trồi sụt, nó lên xuống. Có thể là tự doanh trong một số giai đoạn thì kiếm ăn rất là tốt, nhưng cũng có một số giai đoạn thì chính tự doanh là cái cục nợ cho doanh nghiệp. Bởi vì tự doanh làm ăn không tốt thì cũng dẫn đến thua lỗ cho doanh nghiệp, và doanh nghiệp bị thua lỗ phải chịu nhiều cái thất thoát tài sản, nó lại cũng nằm ở cái phần cái mảng tự doanh. Bên cạnh đấy nữa thì cái mảng co chính của doanh nghiệp chứng khoán là mảng phát triển thị phần, phát triển phí môi giới và các phí dịch vụ tư vấn khác, thì cũng không, nó không có sự đồng đều. Nó hiện tại nó đang tập trung ở một số doanh nghiệp. Lấy ví dụ như là chứng khoán SSI, chứng khoán HSC, chứng khoán VND, VN Direct và một vài các công ty chứng khoán nhỏ hơn một chút. Còn lại thì một số doanh nghiệp ngành chứng mà là công ty con của các ngân hàng, có chứng khoán Vietcombank, chứng khoán Ngân hàng Công Thương, chứng khoán Ngân hàng BIDV, thì thực tế là cái việc mà phát triển và cạnh tranh thị phần cũng chưa thực sự là tương xứng với cái tiềm năng của các doanh nghiệp là công ty con của các ngân hàng. Vì vậy nên là phần lớn bây giờ thị phần nó đang tập trung ở một vài công ty chứng khoán như là SSI và HSC, kết hợp với lại thêm VND nữa. Như vậy thì cái điều mà anh chị cũng dễ nhận định thấy, dễ nhìn thấy đó là sao? Đó là khi mà thị trường chứng khoán giao dịch mà tăng trưởng tốt, có khối lượng giao dịch tốt như những năm cái thời gian gần đây, thì cái chuyện đương nhiên chúng ta có thể suy ra được rằng là các công ty chứng khoán thì là làm ăn được, làm ăn tích cực, đúng không các anh chị? Đó là cái câu chuyện chắc chắn nó là như vậy, chắc chắn nó là như vậy. Bên cạnh đó nữa thì khi mà các anh chị làm ăn được, kiếm ăn được thì các
phòng tự doanh của các doanh nghiệp mà các công ty chứng khoán còn duy trì phòng tự doanh, còn giao dịch lớn thì cũng sẽ làm ăn được, và thậm chí còn làm ăn được tốt hơn rất nhiều so với cái việc đầu tư cá nhân của các anh chị. Từ những cái lập luận như vậy thì chúng ta có thể suy ra được rằng là các công ty chứng khoán trong 2 năm gần đây, 2016-2017, là có thể khẳng định chắc chắn rằng là làm ăn rất là tốt, rất là tích cực. Tuy vậy, cái việc mà bút toán lợi nhuận hay là cái việc mà đưa cái kết quả lợi nhuận kinh doanh tích cực vào quý nào, tháng nào và có đưa hay không, nó lại tùy thuộc vào tính chất của từng doanh nghiệp, về cái phương án phát triển về như thế nào của từng doanh nghiệp. Thắng có được tham gia đại hội cổ đông của chứng khoán HSC, có tham gia đại hội cổ đông của chứng khoán SRI. Thắng biết được rằng là mỗi doanh nghiệp có một cái định hướng, cái tầm nhìn khác nhau, cái cách phát triển và cái cách vận hành doanh nghiệp nó cũng khác. Vì vậy nó sẽ đưa đến cái kết quả kinh doanh, kết quả lợi nhuận nó cũng không giống nhau đâu. Tuy vậy thì nếu đánh giá một cách khách quan thì trong các công ty chứng khoán vẫn là công ty chứng khoán HSC là công ty chứng khoán được đánh giá là có cái độ quản trị rủi ro, cách làm và cách vận hành là đang được đánh giá khá là tốt, tích cực. SRI thì là một doanh nghiệp mà gần đây thì họ quay sang phát triển cái mảng retail, thì cái mảng này là cái mảng mà trước đây thì họ phát triển cũng rất mạnh, nhưng trong một khoảng thời gian nhất định họ tập trung vào việc phát triển khách hàng tổ chức nên họ quên đi cái khách hàng khách hàng cá nhân. Vì vậy nên là sau khi mà có sự dịch chuyển cơ cấu lại cái lĩnh vực này trong vòng 3 năm gần đây thì SRI đã phát triển và chiếm lại một mức độ thị phần không hề nhỏ trên thị trường. Và gần đây thì khi mà công bố thị phần dẫn đầu thì SRI luôn đứng đầu trong các cái việc mà phát triển thị phần. Vì vậy tôi cũng đang thắng và các anh chị em trong nhóm đang băn khoăn cái câu chuyện là không hiểu vì sao gần đây thì cái nhóm tự doanh là của SRI thường xuyên có những cái kết quả kinh doanh không được tích cực giống như các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Thì cái câu chuyện này nó còn đang tiềm ẩn nhiều lý do mà gọi là nó tiềm ẩn mà chúng ta cũng chưa có đủ dữ liệu và chưa có đủ thông tin để tổng hợp và đưa ra một cái ý kiến chi tiết cho các anh chị nắm cái vấn đề này. Nên là chúng ta sẽ tiếp tục xem xét và quan sát. Còn về mặt phân tích kỹ thuật thì Thắng có thể hoàn toàn đưa ra cái câu trả lời cho cái câu chuyện mà của cái bạn nào đấy hỏi. Câu hỏi số 4 đúng không? Câu hỏi số 4 là của bạn Lê Quang Tiến chấm xây dựng a@gmail.com. Đó là câu hỏi số 4 của bạn. Thì nhóm chúng tôi cũng có vài cái câu chia sẻ như thế để anh chị nắm hơn về tình hình thị trường. Cái câu hỏi thứ 5 là cái câu hỏi là mình có ít ý kiến về vấn đề khi FLC và ROT không giữ được vị trí hiện tại thì thị trường rơi vào chu kỳ giảm mà mình vừa đặt ra. Chắc chắn thì thị trường sẽ dao động và có xu hướng đi xuống, nhưng đi xuống đến đâu, có thể vực dậy hay không lại là tâm lý và sự chuyển dịch đón nhận sự đợt sóng xuống của nhà đầu tư chứng khoán đợt này. Nếu tất cả cùng sợ hãi và nhảy ra khỏi tàu đang rung lắc thì con tàu này sẽ đi về đâu? Cái này là một cái chia sẻ của chính cái bạn mà đặt ra cái câu hỏi về cái câu chuyện câu hỏi đầu tiên á. Cái bạn này là bạn Lê, cũng là bạn Hồ Diễm, số phone là 0948086005. Thì có đặt ra cái câu hỏi này. Để Thắng check lại cái file Excel của cái này xem là nó nằm ở đâu. À, để xuất file Excel. Xuất file Excel để biết được chính xác là cái bạn nào gửi cái này. Ok. Một câu hỏi nữa để xem là chờ tí ạ. Ở dưới cái chuyên mục này là có để lại cái file đó, anh chị có đặt câu hỏi thì tiếp tục đặt câu hỏi ở phía dưới á. Dưới cái việc Thắng đang chia sẻ với anh chị đây á. Cái câu hỏi là xin chào, việc Fed tăng lãi suất có tầm ảnh hưởng như thế nào với thị trường Việt Nam? Những công ty nào chịu tác động về việc này? Và thế giới di động có chịu ảnh hưởng vì điều này hay không?
Chắc để hỏi cộng tác viên xem là cái câu hỏi này nó như thế nào ha. Thực ra thì nếu mà có nhiều anh chị em hơn thì sẽ có nhiều người chia sẻ cái mục này hay hơn Thắng. Đặc biệt là ví dụ như là anh Lợi mà chia sẻ về vấn đề tác động của Fed thì thôi rồi. Nhưng mà việc mà họp nhóm liên tục thường xuyên á, thì nó cũng gây ra nhiều cái bất cập cho nhiều anh chị em ở nhiều nơi không tham gia được, mà lại cũng không được theo dõi trực tiếp. Nên là nhóm chỉ có thể là họp một tháng một lần, và giảm bớt thiếu cái thời gian họp lại. Thì theo các anh chị thì cái vụ Fed này nó như thế nào ạ? Theo các chị vụ này thì Thắng cũng không dành lắm, không được dành lắm. Anh chị có ý kiến nào không thì thử đưa ra một cái tranh luận ở phía dưới có được không? Hiện tại thì ít người có ý kiến trên cái họp trực tuyến này quá. Bởi vì nhiều người tham gia thì nó mới có cái hào hứng, mạng yếu hay sao ấy anh chị hả? Có vẻ là mạng hơi yếu hả? Mạng yếu quá hả? Mạng tốt hơn chưa? Chắc là mạng tốt hơn rồi ạ. Mạng vẫn ok đúng không? Mọi nhà mọi người thấy mạng có ok không? Nói về vấn đề Fed á thì phải bắt đầu từ cái câu chuyện mà nói về Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ thì rất nhiều người trong chúng ta đây không phải ai cũng hiểu được ngọn ngành về cái đơn vị này. Không phải ai cũng hiểu được đơn vị này. Thực tế nó là một cái cục dự trữ, nhưng mà mọi quyết định của nó là độc lập với chính phủ. Mọi quyết định gọi là điều phối, điều tiết thị trường tài chính, thị trường tiền tệ là độc lập với lại chính phủ. Đây là một trong những cái thứ mà rất ít quốc gia có thể làm được. Đó là điều thứ nhất mà Thắng có thể chia sẻ về góc độ là gọi là hiểu biết của Thắng. Cái điều thứ hai nữa là các cái hoạch định chiến lược và những cái việc mà làm của Fed thường thì sẽ được đưa ra trước và cho người ta một cái khoảng thời gian để người ta nhìn nhận vấn đề, định lượng vấn đề. Và thường thì nó gọi là nó trong cái thuật ngữ chuyên môn nó gọi là cái bước mà gọi là đi trước để gọi là giảm sốc cho thị trường. Nên mỗi lần mà Fed tăng lãi suất hay giảm lãi suất, Fed đều đưa ra, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ vẫn đưa ra trước cái tình hình nhận định, đưa ra trước cái kế hoạch. Trước cái kế hoạch. Khi họ đưa ra trước kế hoạch thì cái tính gây sốc của thị trường nó không còn nữa, nó ít đi. Thứ ba nữa là họ làm và họ cam kết làm đúng và trúng với những gì họ đã đưa ra. Nó gọi là tính bền vững của chính sách. Khi cái chính sách họ đưa ra là nó đúng và nó trúng, và nó lại là luôn luôn là giữ vững một cái nguyên tắc, thì cái tính gây sốc của nó đối với thị trường nó cũng không còn nhiều. Tuy vậy nó cũng vẫn phải ảnh hưởng chứ không phải là không. Lấy ví dụ sắp tới đây Fed khả năng là vào ngày 15 tháng này nó sẽ tăng lãi suất theo cái bước đi thì mà gọi có thông báo trước của Fed, thì dẫn đến câu chuyện đó là đồng đô la sẽ mạnh lên. Khi mà Fed tăng lãi suất thì đồng đô la mạnh lên, đồng đô la mạnh lên thì đồng nghĩa với việc là giá dầu bị ảnh hưởng.
giá dầu bị ảnh hưởng, thì tức là giá dầu sẽ yếu đi. Nếu mà như nó vẫn giữ nguyên theo một cái gọi là một anh giữ nguyên một anh tăng lên thì đương nhiên giá dầu yếu đi. Ví dụ như lấy ví dụ cho mọi người dễ hiểu là nói như vậy nhưng có rất nhiều người không hiểu lắm, là ví dụ như bây giờ $60 một thùng thì nếu đồng đô la mạnh lên thì chỉ cần $58 một thùng thì cũng bằng cái giá hiện tại rồi, thì tự động giá dầu nó sẽ giảm xuống theo cái áp lực tâm lý, nó sẽ giảm xuống. Thì rõ ràng chúng ta thấy được khi trước cái kỳ tăng lãi suất này thì giá dầu đã và đang giảm xuống, đúng không anh chị, đúng không? Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai thì Fed tăng lãi suất thì đồng đô la mạnh lên, đồng đô la mạnh lên thì nó sẽ một phần nào đó kìm lại một chút cái chính sách kinh tế của Mỹ đang có tính chất gọi là mở rộng, tức là ủng hộ các doanh nghiệp trong nước. Chính vì chính sách mở rộng và ủng hộ các doanh nghiệp trong nước nên chứng khoán Mỹ tăng. Tuy vậy khi mà đồng đô la mạnh lên thì cái tính cạnh tranh của hàng hóa Mỹ trên thị trường quốc tế sẽ giảm xuống. Điều này không biết là dân tài chính chuyên nghiệp có ai để ý không ạ? Có ai nó thấy rằng là em nói sai chỗ nào không, cho ý kiến ạ? Có đúng vậy không anh chị? Đúng vậy không ạ? Có đúng là khi mà đồng đô la mạnh lên thì tính cạnh tranh của hàng hóa của chính quốc, tức là nước Mỹ trên thị trường quốc tế là giảm đi không ạ? Cũng giống như là đồng Việt Nam đồng mà mạnh lên, hay là đồng nhân dân tệ mạnh lên thì tính hàng hóa của Việt Nam, của hàng hóa Việt Nam đi xuất đi nước ngoài sẽ yếu đi đúng không ạ? Đúng không anh chị? Đó là việc thứ hai mà Fed ảnh hưởng. Chính vì cái việc ảnh hưởng đó nên nó sẽ cân bằng lại với cái chính sách mở rộng của chính phủ mới Donald Trump. Thì thị trường chứng khoán Mỹ sau khi bứt phá thì đang có dấu hiệu chứng lại, tạo một cái đỉnh ngắn hạn, cũng do là việc Fed, ảnh hưởng của Fed. Tuy thế, chúng ta nhìn trên cái gọi là bản đồ chứng khoán toàn cầu ở trên cái trang indexxq.org, anh chị sẽ thấy là tuy thế thì thị trường chứng khoán Nhật lại được hưởng lợi rất là lớn ở khi mà đồng đô la mạnh lên. Và bên cạnh đó nữa thì đang có cái vụ lùm xùm của Samsung ở Hàn Quốc, nên nó là cái yếu tố mà ảnh hưởng về mặt tâm lý đến thị trường chứng khoán Nhật, hàng hóa của Nhật. Đó là về mặt tâm lý. Cái thứ ba nữa là một vài lý do khác nữa ở Nhật mà em cũng chưa cập nhật. Nhưng mà ngày hôm qua là ngày phiên cuối tuần thì thị trường chứng khoán Nhật tăng 286 điểm. Tăng 286 điểm là tương đương với 1,48% đấy anh chị. 1,48% cho là 1,5% đi. 1,5%. Nếu mà thị trường chứng khoán Việt Nam mà tăng 1,5%, anh chị biết là nó tăng khoảng bao nhiêu không ạ? Tăng bao nhiêu anh chị biết không? Bởi vì 0,5% là tương đương với 4 điểm. Nếu mà tăng 1,5% như thị trường Mỹ á, thì thị trường chứng khoán Việt Nam phải tăng khoảng tầm là 9 điểm hoặc 10 điểm. Anh chị thấy là cái sức tăng 1,48% nó mạnh như cỡ nào. Mà có những thời điểm thị trường chứng khoán Mỹ nó cũng tăng chừng đấy. Và Mỹ hiện tại chứng khoán Mỹ đang nằm ở mốc 20.902 điểm. Mức khá là cao. Theo cái biểu đồ kỹ thuật của chứng khoán Mỹ thì nó cao khá là cao. Thì những cái kiến thức mà Thắng nói đây á, thì với nhiều người thì nó không có gì là mới mẻ cả. Nhưng cứ như là Thắng coi như là Thắng và anh chị em câu lạc bộ tự doanh là người điểm tin đọc báo lại thay cho các anh chị vào một buổi cuối tuần, tổng hợp cái thông tin lại để anh chị nắm tình hình chứng khoán toàn cầu, tình hình dầu mỏ rồi nguyên liệu hàng hóa ở trên toàn cầu, cộng với việc những cái nhận định cơ bản sơ bộ về thị trường chứng khoán Việt Nam. Anh chị có đồng ý không ạ? Nếu đồng ý thì vỗ tay đèn đẹp có được không ạ? Anh chị vỗ tay đèn đẹp đi ạ. Nói như vậy để thấy được rằng là trên toàn cầu thì ảnh hưởng tới Fed. Đương nhiên Fed ảnh hưởng chứ không phải là ảnh hưởng tới Fed, mà Fed ảnh hưởng. Khi Fed tăng lãi suất thì nó là đồng đô la. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến đồng đô la, và đồng đô la là đồng tiền mà dùng chung trên toàn cầu, nên nó ảnh hưởng đến các đồng tiền khác trên thế giới. Và nó ảnh hưởng đến các đồng tiền khác trên thế giới thì những doanh nghiệp nào ở Việt Nam mà có yếu tố xuất khẩu nó sẽ bị ảnh hưởng, bởi vì cái đồng tiền xuất khẩu thu về là đồng đô thì nó sẽ ảnh hưởng. Những doanh nghiệp nào mà có vay nợ các đồng tiền khác trên thế giới thì có ảnh hưởng.
có ảnh hưởng. Thì vì vậy từ cái việc mà nhận định về mặt nguồn bản chất như vậy, anh chị có thể tự suy ra là những doanh nghiệp nào sẽ ảnh hưởng, Còn về mặt thế giới di động, thì thực tế thế giới di động có ảnh hưởng của vụ Samsung thì ảnh hưởng thôi. Bởi vì thế giới di động phân phối rất nhiều hàng hóa của Samsung, thì có ảnh hưởng thì ảnh hưởng thôi. Còn lại thì về vấn đề đồng tiền, thì thế giới di động hiện tại bây giờ thì cũng là nhập khẩu rất là nhiều, nhưng đồng đô la mạnh lên thì đồng Việt Nam đồng nó yếu đi. Mà đồng Việt Nam đồng yếu đi thì ảnh hưởng đến nhập khẩu, đúng không anh chị? Thì nó sẽ có câu chuyện là nếu như hàng hóa của nó về cái gọi là nhập khẩu, gọi là cái đầu vào á, nó sẽ bị ảnh hưởng một chút nhưng không đáng kể, Vậy thôi, em định lượng cơ bản như thế để anh chị có cái tư duy để tự mình suy luận vấn đề ra thôi, dự báo vấn đề thôi. Đến một câu hỏi nữa, đó là câu hỏi là em muốn mua cổ phiếu tích lũy thì những mã cổ phiếu nào tại thời điểm bây giờ là hợp lý? Câu hỏi này thì đặt ra đối với tất cả mọi người luôn. Bản thân mình cũng đặt ra luôn là mua cái gì, mua như thế nào, mua tại thời điểm nào. Nó không phải là một câu trả lời mà nó là một quá trình anh chị. Để làm được cái câu chuyện giống như bạn này hỏi á, nó cần một cái quá trình tích lũy về kinh nghiệm, tích lũy về thời gian, về thời gian, kinh nghiệm, rồi những cái học hỏi, những nghiên cứu, và thậm chí là tích lũy cả bằng mồ hôi và nước mắt nữa anh chị. Bằng sự mất mát á, thì mới đưa ra được một cái nhìn mà gọi là mang tính chất gọi là cá nhân hóa, để đưa ra quyết định mua bán nó phù hợp. Chứ không phải là một cái câu hỏi là anh chị ơi cho em một cổ phiếu để mua ăn bằng lần. Đấy, thì ăn bằng lần thì không có. Nói chung là có đấy, nhưng mà hãy mua những con cổ, hãy gọi điện hỏi một cái nhóm đầu cơ nào đó thì mới có những cổ phiếu như thế. Còn lại những ai mà trả lời cho các anh chị là có một con cổ phiếu này sẽ ăn bằng lần, thì những người đó là những người mà có thể báo công an bắt được ạ. Bởi vì đơn giản là ăn bằng lần như thế thì chỉ có đầu cơ tích trữ gọi là làm giá thôi, thì mới có ăn bằng lần thôi. Còn cái cổ phiếu nào mà ăn bằng lần được, trong khi là doanh nghiệp không thể phát triển bằng lần trong vòng trong ngắn thời gian 1 đến 3 tháng được, thì làm sao giá cổ phiếu nó tăng bằng lần được? Thì chỉ có đầu cơ tích trữ và làm giá thôi, đúng không anh chị? Về nguyên tắc cái bàn tay vô hình của thị trường nó điều chỉnh là doanh nghiệp làm ăn tích cực, tăng trưởng một mức độ vừa phải thì nó sẽ đưa ra cái kỳ vọng về giá. Thì giả sử tăng trưởng 30% một năm thì kỳ vọng về giá có thể tăng đến 60% là cùng. Chứ làm gì có cái chuyện mà doanh nghiệp chẳng tăng trưởng mà giá tăng bằng lần. Thì sao thưa các anh chị? Thì chỉ có đầu cơ tích trữ, sau đó là mua đẩy rồi đổ lên đầu người khác thôi. Anh chị có đồng ý quan điểm này không ạ? Không, sẵn sàng nói chia sẻ những cái thứ mà em hiểu về mặt gọi là thị trường. Đấy, thì câu trả lời của cho bạn là thực tế là thời điểm nào cũng là thời điểm hợp lý cho một số cổ phiếu riêng lẻ nhất định, tùy thuộc vào cái việc tiềm năng phát triển doanh nghiệp, hiện tại và tương lai, và phù hợp vào việc giá hiện tại đang giao dịch ở vùng nào, đã là vùng quá mua hay là vùng đang tích lũy. Thì cái việc này các bạn phải đi quan sát và nghiên cứu từng doanh nghiệp một, xem cái tiềm năng tương lai của nó như thế nào, nhìn lên biểu đồ kỹ thuật xem là nó đang ở vùng tích lũy ngắn hạn, trung hạn hay dài hạn. Để em khép cái cửa sổ cho nó đỡ ồn anh chị ha. Đúng không anh chị? Không thấy anh chị nào phản hồi gì cả. Gần như là anh chị xem không có phản hồi, không có like, không bình luận, không chia sẻ, không gì hết. Em biết làm thế nào bây giờ? Em chẳng biết nói tiếp cái gì nữa vì có bạn Mạnh Nguyễn có một cái phản hồi là cả nước trả nợ sẽ cao hơn do đồng đô la mạnh lên. Tất nhiên đồng đô la mạnh lên thì đồng Việt Nam yếu đi, thì cái tỷ lệ mà cái việc mà sắp tới đây á, thì áp lực gọi là giảm giá của đồng Việt Nam đồng á, tức là nếu tính theo cái giá trị bây giờ quy đổi là 22.500 đồng một đô, thì sắp tới đồng đô la nó mạnh lên thì cái việc quy đổi này nó không còn là 22.500 đồng nữa, mà nó sẽ phải là 23.000 thì chẳng hạn, thì cái áp lực lên tỷ giá sẽ là điều có luôn. Thì cái này đó là trả lời thêm về cái câu chuyện của Fed nữa cho anh chị nắm hơn về cái việc này.
Ok anh chị. Anh chị đang theo dõi thì tiếp tục có những cái chia sẻ, những cái bình luận mang tính xây dựng tích cực để cho tiếp tục chia sẻ với anh chị. Từ giờ tới còn lâu lắm chị ơi, giờ đến 12 giờ trưa thì chúng ta còn nói với nhau nhiều vấn đề lắm. Nhiều vấn đề lắm, vì cứ nói từ từ thôi, không gấp. Cho miếng cà phê cộng tác viên. Đúng anh chị, có thể là đưa lại cái chia sẻ ở phía dưới giống như một bạn nào vừa chia sẻ đây ạ. Bạn Mạnh Tiến như đây ạ. Anh chị có muốn được nghe em nói tiếp nữa không ạ? Em chia sẻ tiếp không ạ? Bởi vì hôm nay chúng ta sẽ họp với nhau là 4 tiếng đồng hồ, là một cái video sẽ là dài. Dài từ nhà tới trường luôn á, dài vô tận luôn. Và có thể là nghe lại thì nó cũng, đối với nhiều người thì nó cũng dở ẹt à, nhưng mà đối với nhiều người thì nó là một, cũng là cái ích, có ích. Các bạn mà là sinh viên mà mới tham gia thị trường chứng khoán á, nghe lại đủ 60 video của em á, thì có thể hành nghề được, có thể làm nghề được. Nhưng là những anh chị em nào mà có nghe lại, cũng nghe qua cái video này mà đang là quản lý của các công ty chứng khoán, thay vì phải bỏ chi phí ra đào tạo nhân viên mới á, thì tốt nhất á, là dẫn link 60-70 cái video của em á, cho các bạn mới mới tham gia nghề dành thời gian ngồi nghe lại. Toàn là những vấn đề mang tính chất thị trường thôi, những vấn đề mang tính chất gọi là nòng cốt sống, gọi là chỉ cần xem qua là đã vỡ ra được đôi đôi phần, kết hợp với lại cái học thức, tức là gọi là các cái chứng chỉ về chứng chỉ CFA rồi các cái loại bằng cấp đạt loại giỏi loại khác của các bạn ấy, cộng với những cái kinh nghiệm mà em chia sẻ, bản thân Thắng đang chia sẻ và câu lạc bộ tự doanh chứng khoán đang chia sẻ đây, thì thưa với các anh chị là những người đó sẽ làm tốt hơn, sale tốt hơn và sự đóng góp rất nhiều về mặt tư vấn cho các doanh nghiệp. Đó là điều mà sau này thì đang 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 Thắng sẽ có một vài các cái lớp, hay là một cái vài các cái buổi chia sẻ riêng dành riêng cho cái việc sale, của cách cách nào để tìm kiếm khách hàng hiệu quả nhất cho các bạn mới vào nghề chứng khoán. Nếu anh chị nào mà đang xem là quản lý các doanh nghiệp thì nên 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 tìm lại các video, là lên Google gõ là trực tiếp chứng khoán hoặc là tự doanh chứng khoán, sẽ ra khoảng tầm 70 video của nhóm câu lạc bộ tự doanh. Anh chị cho những sinh viên, những bạn mới tham gia nghề có trình độ về học học vấn rất là cao, có trình độ ví dụ như là chứng chỉ phân tích tài chính quốc tế CFA hoặc là chứng chỉ phân tích kỹ thuật CMT, nhưng chưa có tính thị trường, chưa có sự cảm nhận và kinh nghiệm thị trường, thì nghe qua những video này thì các bạn sẽ kết hợp lại sẽ là những người mà xuất sắc, cho đóng góp không phần nhỏ cho, tức là không hề nhỏ cho doanh nghiệp, cũng như đóng góp không hề thấp cho các anh chị em đang là khách hàng. Bởi vì nâng tầm của đội ngũ cũng là giúp ích cho xã hội và giúp ích cho thị trường. Thưa với các anh chị, đó là điều em dám chắc câu chuyện đó. Thì các anh chị có nghe qua những video này của Thắng thì cũng nên giới thiệu cho những người đang là broker của mình nghe đi, không thừa đâu ạ. Thắng không nói cái gì đấy mang tính chất không có lợi ích và hữu ích cho xã hội đâu ạ. Cứ nghe qua thì cái việc mà chăm sóc tài khoản của các anh chị, của các cái bạn broker này hoặc là những bạn tư vấn này, sẽ nâng thêm một 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 nấc nữa về mặt kiến thức, về mặt kinh nghiệm, thì sẽ tư vấn và giúp ích hơn cho các anh chị trong việc là quản trị danh mục, quản trị các cái phương pháp đầu tư. Không phải là mình các anh chị nghe, mà các nhóm môi giới ở các doanh nghiệp khác cũng nên dành thời gian nghe qua. Nó nghe có vẻ nó xàm, nó có vẻ là nó rất là giản đơn, nhưng nó là những kiến thức rất thông dụng và mang tính chất hữu ích, cộng với việc là nó là bản chất của sự việc chứ nó không phải là cái bề nổi. Có rất nhiều cái câu nói rất nổi tiếng mà trên thị trường chứng khoán mà các broker luôn luôn cần phải nghe, đó là đừng nói cái thứ người khác đang nói, hoặc là đừng nói cái thứ người khác muốn bạn nói. Đừng dẫn khách hàng mình vào những cổ phiếu người khác muốn khách hàng của mình dẫn vào đó.
nếu chưa nắm được hết về bản chất sự việc, đừng nghe một tin đồn sau đó dẫn khách hàng của mình vào mua cổ phiếu đó. Đừng nghe một nhóm nào đó nó bia rằng là cổ phiếu này sẽ ăn bằng lần rồi đưa khách hàng của mình vào đó chịu trận. Cái đó là cái thứ mà Thắng cũng sẽ có những video không chỉ dành riêng cho các anh chị đang giao dịch, mà sẽ có những video nói về nghề, nói về nghề, nói cho các bạn mới, các bạn cũ, mà những người nhiều kinh nghiệm, những con cáo già trên thị trường Thắng không dám nói, nhưng những con cừu non trên thị trường mới tập gọi là bập bẹ bước vào nghề, cũng có thể là một nhà đầu tư cá nhân bỏ vào ít tiền đầu tư thua lỗ quá rồi sau đấy là bắt đầu bước vào nghề, giống như Thắng thôi, giống như Thắng thôi, đầu tư thua lỗ quá không biết làm gì cả, bây giờ đi kiếm tiền bằng cách là bước vào nghề. Vậy tóm lại là những con cừu non, mà muốn chuyển từ những con cừu non thành những con cừu già, những con cừu có ích hơn cho cộng đồng, cho xã hội, thì phải đọc, phải học, phải nghiên cứu nhiều. Và cái gì cũng phải, cái gì không liên quan đến thị trường tài chính Thắng không khuyến nghị, nhưng những cái thứ gì mà liên quan đến thị trường tài chính thì Thắng sẽ khuyến nghị và nói chuyện. Còn nếu như các bạn muốn là Thắng là một doanh nghiệp mà gọi là thuê ngoài để là đào tạo và hướng dẫn cho các nhóm broker ở các nơi về phương pháp sale, Thắng đảm bảo luôn, Thắng có đầy đủ các công cụ sale hiện đại luôn, cả về sale về mail, sale telesale, rồi sale qua internet, rồi trao đổi tham vấn tư vấn trực tiếp, rồi nhiều các giải pháp khác để có thể tìm kiếm được khách hàng và giúp ích cho các doanh nghiệp. Thì đây cũng là một thứ mà nhóm tự doanh chứng khoán độc lập sẽ hướng tới phát triển trong những thời gian sắp tới. Cái hướng này nó phát triển nó không chỉ là mang tính chất hữu ích cho cá thể hay cho một cái doanh nghiệp nào, mà nó có ích lợi cho cái nền móng của thị trường. Bởi vì các broker mà giỏi lên, hiểu biết hơn và có nhiều cái kinh nghiệm hơn thì sẽ là người quay trở lại giúp ích cho các anh chị đầu tư cá nhân cũng như các tổ chức đầu tư và làm ăn một cách bền vững hơn trên thị trường chứng khoán về mặt lâu dài. Anh chị nào là tổ chức đang xem thì có đồng ý ý kiến này thì cho một vài vỗ tay đẹp luôn ạ. Đó là cái mà cái sự mong muốn nhất định. Bởi vì nguồn gốc của vấn đề nó nằm ở chỗ là mỗi broker hiện tại đang quản lý tối thiểu là 20 đến 30 khách hàng. Mỗi broker, mỗi nhà tư vấn có kinh nghiệm hơn, hiểu biết hơn và có những cái kiến thức mang tính chất uyên thâm hơn thì sẽ là người quản gia, tư vấn, quản lý cũng như là phối hợp với các nhà đầu tư cá nhân cũng như tổ chức làm tốt hơn cái câu chuyện đang làm. Và cũng từ đó nó lại là nền tảng để tác động tốt lên các doanh nghiệp kinh doanh bền vững hơn, sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp mà có khả năng phát triển về cả về chiều rộng và chiều sâu, có đồng vốn để phát triển lâu dài hơn, bền vững hơn, cũng là cái thứ mà lại tác động đến nền kinh tế xã hội, nó tạo nên cái then chốt cho xã hội. Khi các doanh nghiệp mà làm ăn phát triển được thì nó lại là cái động lực quay trở ngược lại tác động lên các doanh nghiệp nhà nước, các tập đoàn kinh tế mạnh, các tập đoàn kinh tế nhà nước. Bởi vì các doanh nghiệp ở bên ngoài họ làm được, họ cũng cùng nguồn lực như thế, cùng gọi là những cái tài nguyên như vậy, họ làm gấp 5, gấp 10 lần doanh nghiệp nhà nước, thì các doanh nghiệp nhà nước phải nhìn lại, phải thay đổi. Đó là cái áp lực qua lại, nó gọi là tính cạnh tranh mang tính chất thúc đẩy, chứ không phải là tính cạnh tranh mang tính chất gọi là bất bình đẳng. Đúng anh chị? Vậy chúng ta là những người mà xây dựng nên cái nguồn vốn để cho doanh nghiệp phát triển, xây dựng nên cái nguồn vốn dài hạn cho doanh nghiệp phát triển, mà chúng ta cứ kiểu là ăn xổi ở thì doanh nghiệp phát triển vào bằng mắt à? Đúng không ạ? Doanh nghiệp không phát triển được thì đồng nghĩa việc nền kinh tế làm sao phát triển được, mà nền kinh tế không phát triển được thì hạ tầng xã hội, đường trường trạm và cả những thứ các anh chị ngửi hàng ngày, không khí, khí bụi luôn luôn tồn tại và vĩnh viễn tồn tại, chẳng bao giờ cải thiện được cái môi trường cả, nếu không bằng những cái hành động cụ thể thiết thân, bắt nguồn từ cái nguồn lực đầu tiên, đó là nguồn vốn dài hạn. Thị trường chứng khoán là nơi huy động nguồn vốn dài hạn cho các doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân trên toàn nền kinh tế. Thị trường chứng khoán đây không bao hàm không riêng lẻ chỉ là chứng khoán cổ phiếu, mà nó bao gồm cả
trái phiếu bao gồm cả chứng chỉ, bao gồm cả những cái khoản vay mang tính gọi là phát hành riêng lẻ, cam kết hoặc là cổ đông chiến lược dài hạn. Nguồn vốn lớn nhất nằm ở đây, chứ nguồn vốn không phải nằm ở ngân hàng. Đúng không chị? Nguồn vốn nằm ở ngân hàng là nó bất ổn lắm. Nó bất ổn lắm bởi vì nó là anh ngân hàng, bản chất của anh ngân hàng nó là tổ chức tín dụng, nó là người đi vay khổng lồ, vay của toàn bộ dân chúng để cho vay lại. Vậy nó không phải là nguồn vốn dài hạn được. Nó không, nếu không phải là gửi tiền gửi dài hạn thì không được phép cho vay dài hạn. Nhưng ở đây cái sự bất ổn ở các ngân hàng nó nằm ở chỗ là có thể tiền gửi ngắn hạn, có thể thôi nha, tiền ngắn hạn được đem đi cho vay dài hạn. Và trong các cái vụ xử gần đây chúng ta đã thấy rõ chuyện đó. Vậy chúng ta muốn cái việc phát triển bền vững của xã hội, của doanh nghiệp thì chúng ta phải xây dựng ở trên cái khía cạnh, trên góc độ đó là thị trường tài chính, thị trường trái phiếu, thị trường gọi là các tổ chức, các nhà đầu tư chiến lược. Và chính các anh chị là người đầu tư có tầm nhìn dài hạn cũng từ cái câu chuyện này thì Thắng muốn nói tới thêm một vấn đề nữa, đó là trước đây các quỹ đầu tư nước ngoài, các tổ chức đầu tư dài hạn họ không bao giờ có cái tư duy lướt lát trên thị trường mua bán ngắn hạn. Nhưng chính vì cái việc mà tính non yếu của thị trường Việt Nam, cũng chính vì cái tính mà đầu cơ bày đàn ở Việt Nam nên buộc họ quay sang đầu tư ngắn hạn, tức là mua, và họ dùng chính cái danh mục họ có. Ví dụ như giả sử tôi lấy ví dụ như Vinamilk chẳng hạn, có những tổ chức họ có tới hàng chục triệu cổ phiếu, vài chục triệu hoặc vài trăm triệu cổ phiếu Vinamilk. Nếu như họ cũng lướt sóng như các anh chị thì anh chị vẫn luôn là người bị vướng T3, nhưng họ chẳng vướng cái gì hết. Họ có sẵn cổ phiếu trong danh mục của họ thì họ cứ mua bán mua. Thì cái câu chuyện đó anh chị đấu lại được không? Không bao giờ đấu lại được. Bởi vì anh chị khi mua và bán đều phải bị vướng T. Trong khi đấy Việt Nam mình chưa bỏ được cái T, nhưng các tổ chức họ lướt ngắn hạn thì các anh chị không có cửa. Vì vậy chính chúng ta tạo nên cái thói quen của các tổ chức, và cũng chính những người tư vấn, những người gọi là phân tích nguồn lực nòng cốt của các cái tổ chức là chính người Việt Nam, lại đang đi tư vấn mang tính gọi là ăn xổi ở thì cho các doanh nghiệp đó. Cũng chính chúng ta hại chúng ta thôi, không ai hết. Chính chúng ta đưa cái tư duy đó vào đầu tư duy của một tổ chức ở Đông Âu chẳng hạn, tổ chức ở châu Âu, tổ chức ở Mỹ. Chính người Việt Nam là người làm điều đó chứ không ai hết. Nên là cái tư duy phát triển thiếu bền vững của chúng ta. Tiền thế đây em có kể một cái câu chuyện mà người Nhật, người ta một đối tác người Nhật con ngồi nói chuyện thì có chia sẻ. Thì em có biết họ chia sẻ khi này. Ở trong một cái nhà máy ấy, thì người công nhân Việt Nam mình ấy, thường xuyên là có cái tính là làm nhưng không có dọn. Ví dụ như là các cái tài sản rất là nhỏ, từ những cái đinh ốc, cái bu lông hay là cái gì đó mà trong quá trình xây dựng, trong quá trình làm việc, thì người Việt Nam mình không bao giờ có cái tư duy là tiết kiệm cái nguồn nhân lực, tôi tiết kiệm cái của cải đó. Đối với người Việt Nam mình thì vài cái đinh rớt ra thì có ý nghĩa gì đâu. Nhưng người Nhật người ta nói thế này. Thứ nhất, nó có hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất, những cái vật dụng rất là nhỏ mà vương vãi trong xí nghiệp, trong nhà máy, nếu như người Việt Nam khi mà sản xuất không có ý thức để gọn thì sẽ dễ xảy ra câu chuyện là giẫm phải, đạp phải và gây ra những cái tai nạn lao động gọi là không đáng có. Cái việc thứ hai nữa là trong số những cái gọi là bu lông, ốc vít nhỏ nhỏ như vậy mà trong quá trình hoạt động, trong quá trình làm, người Việt Nam mình không có tính tư duy là tiết kiệm cho giới chủ, thì họ có biết được đâu rằng là chỉ cần một cái chi tiết máy mà thiếu một cái con ốc thì khi mà họ nhập, họ không thể nhập riêng một con ốc được mà họ phải nhập cả một cái máy, thì nó tốn kém biết nhường nào. Thì từ đó họ mới nói tiếp, chính vì tư duy của các ông như vậy nên lương của các ông thấp là điều đúng. Bởi vì sao? Bởi vì khi chúng tôi phải nhập một cái máy thay vì các anh chỉ tiết kiệm cho chúng tôi một con ốc thì biên lợi nhuận của chúng tôi giảm,
mà biên lợi nhuận của chúng tôi giảm thì chi phí lương cho các anh chị làm sao mà cao được, làm sao mà cao được. Vậy các anh chị đòi hỏi ở đâu? Đấy, thế là bây giờ cái câu chuyện nó là như thế. Thì chúng ta là những người quản trị nhân sự trong cái doanh nghiệp đó, họ lại quản trị theo hướng là thế này: các anh yên tâm, cứ giao cho em, bọn Việt Nam này dễ trị lắm, không có gì khó trị hết ạ. Chúng nó không chịu làm thì chúng ta cắt lương, cắt thưởng, và chúng ta tìm những cái giải pháp mang tính chất manh mún để xử lý cái đám nhân công này. Đấy, vấn đề lại lòng vòng đi một cái lòng vòng như thế. Thì tóm lại là không đi vào giải quyết cái vấn đề gốc mà lại toàn đi giải quyết cái ngọn, nên là chính người Việt làm khó người Việt. Chính là người phải làm khó người Việt. Và không đưa ra những cái tư duy và để cho người công nhân người ta hiểu được, đưa ra cho những cái người làm việc người ta hiểu được vấn đề nó là như thế, để người ta nâng cao cái tinh thần, cái ý thức hơn trong cái việc mà xây dựng và làm, và làm thì làm sao, thì làm sao mà đất nước phát triển được, làm sao mà doanh nghiệp phát triển được, và đời sống của người lao động mà cao lên được. Mà đời sống của người lao động mà có cao lên được thì mới bớt đi trộm cắp, bớt đi cướp giật, bớt đi tệ nạn. Nhưng không, tất cả những người, thậm chí những người có trình độ cao trong các doanh nghiệp đều có cái tư duy là để em xử lý cái vấn đề này cho các anh, các anh không phải lo, bọn em xử lý bọn này đơn giản. Đấy, vấn đề nó lại như thế. Thế là tóm lại là cuối cùng là một anh chú người Nhật hay là người Hàn cũng vậy. Người Hàn người ta cũng chia sẻ như thế. Người ta là chủ doanh nghiệp, người ta rất là cần cù siêng năng, nhưng mà cái việc mà nhân công Việt Nam thì luôn luôn có tư duy như thế. Đó là cũng là lý do mà tại sao gần đây có cái câu chuyện là người Nhật, người Hàn người ta cũng ăn thịt chó, giống như là cái anh gì mà tóc đuôi ngựa, anh ấy cũng ăn thịt chó và cũng hành xử giống như người Việt Nam, bởi vì có nhiều năm kinh nghiệm ở Việt Nam. Anh Dominic ấy, tức là anh cũng là quản lý một cái quỹ đầu tư lớn, nhưng mà cái cách hành xử của các quỹ bây giờ nó cũng giống như người Việt. Thì những cái chuyện này là những chuyện mà ở góc độ là hiểu biết, thì chia sẻ thêm cho các anh chị thêm một cái góc độ này nữa. Có rất nhiều người là nghe cái vấn đề này là nghe chối, nghe có vẻ là có mình ở trong đó, nên là không thích nghe nữa, không muốn nghe nữa. rất nhiều đấy. Ở đây có những thành phần là analyst của các quỹ đầu tư. Analyst của các quỹ đầu tư có thành phần là chủ của doanh nghiệp, có một số anh chị em là bây giờ đang là giám đốc, đang là trưởng nhóm, trưởng phòng của các doanh nghiệp tài chính. Có và đã đang và nghe những thứ em đang nói. Những thứ em nói đó là những thứ về bản chất sự việc mà các anh chị cũng nên lắng tai nghe một chút để bắt đầu cơ cấu lại, cùng nhau bắt tay lại, nắm tay lại để xây dựng một cái hệ thống tài chính nó mang tính chất bền vững hơn. Chứ còn cái hệ thống tài chính mà nó mang tính chất gọi là lừa đảo, mang tính chất thiếu bền vững thì chúng ta chứ không ai hết. Đừng có bỏ là việc đó không phải của chúng ta, việc đó là của các nhà quản lý, không có cái trách nhiệm nào của nhà quản lý hết. Sau cái video về thánh gióng thần thánh, em có được chia sẻ và trao đổi với một số nhà quản lý ở Việt Nam. Họ nói rằng là họ biết, họ hiểu hơn ai hết những câu chuyện chúng ta đang nói tới. Nhưng gọi là để thay đổi về mặt nền tảng, tức là cơ sở hạ tầng, thì nó cần phải thời gian và cần những cái sự chung tay đóng góp của rất nhiều các cái tổ chức, Bộ Tài chính, văn phòng bên ủy ban, rồi bên các đơn vị liên quan, ngân hàng nhà nước cùng nhau bắt tay vào thì mới giải quyết được vấn đề, chứ không phải một bộ phận riêng lẻ nào giải quyết được. Bởi vì nói như ai nói là một cái nghén thì chẳng bao giờ nào đến mùa xuân cả, nên là nó sẽ có sự thay đổi trong những năm sắp tới, nhưng mà nó sẽ đi theo một cái lộ trình nhất định. Lộ trình nó có lộ trình theo cái kiểu phát triển giống như ngân hàng, thì nâng cái hạng của ngân hàng lên từ 3 Shell 1 lên 3 Shell 2. Ngành chứng khoán thì chuyển đổi từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi, rồi sau đấy dần dần lên thị trường phát triển. Đấy, đó là những cái lộ trình, và những lộ trình đó nó sẽ đi kèm với những cái việc cần làm thì họ sẽ làm. Còn những cái việc nào mà mang tính chất thị trường ngắn hạn thì họ chưa, không thể là cứ có vấn đề là họ can thiệp vào ngay được, mà họ sẽ từ từ sẽ can thiệp vào những vấn đề. Và trao đổi chuyên sâu hơn về với một số thành phần mà chịu trách nhiệm trong cái vấn đề gọi là tìm ra những kẻ hổng, lỗ hổng của thị trường để gọi là chắp vào đấy, để vá lại những cái kẻ hổng thị trường. Thì họ nói rằng là có rất nhiều trường hợp họ nhìn lên thị trường thì thấy được, nhưng để chứng minh cái thiệt hại, để chứng minh cái việc mà gọi là có những hành vi phạm pháp, gọi là thâu tóm này,
gọi là làm giá thì không phải không hề dễ dàng, nó cả là một cái quá trình rất là dài, và những cái thành phần họ tham gia họ có dấu hiệu của chuyện vi phạm, họ là bịt các kẽ hở rất là kín nên khó để có thể tìm ra được được cái dấu hiệu vi phạm để xử lý. Việc này Thắng có làm việc, có được nói chuyện và trao đổi làm việc với một số anh chị em có trách nhiệm trong cái vấn đề này, thì họ chia sẻ như thế, thì chúng ta cũng cùng tay chung tay với họ phát triển thị trường lên bằng việc chúng ta hành động, nâng chân lên, bước nâng 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 bước mình lên để hành động, để gọi là xé đi những cái trang giấy không được tốt xấu ở trên thị trường, vứt đi những cái gọi là rác rưởi trên thị trường. Chúng ta nên như thế, nên như thế. Chuyển sang một chủ đề khác nữa, đó là tiếp theo cái câu hỏi tiếp theo của các bạn đề ra ở đây, đó là câu hỏi là danh mục của mình hiện tại có hàng không Việt Nam và DHR đang lỗ về dài hạn, hai mã chứng khoán này có bứt phá không? Cái việc mà hỏi mà có bứt phá không hay là nên cắt lỗ hay không thì đúng là thưa với anh chị là Thắng không biết trả lời như nào cả. Câu hỏi là một cái câu hỏi đã là khó rồi, một câu trả lời còn khó hơn nữa. Bởi vì tại sao? Bởi vì cắt lỗ hay chốt lời nó phụ thuộc rất nhiều vào quản trị danh mục, nó phụ thuộc vào rất nhiều vào cái quy trình đưa ra cái kế hoạch đầu tư của các anh chị, chứ nó không phải là phụ thuộc vào mấy cái kiến thức sàm mà vớ vẩn là ngồi phân tích kỹ thuật hay là phân tích cơ bản định giá, thậm chí cả định giá luôn, em vẫn đánh giá là các mô hình định giá nó phụ thuộc vào một số cái điểm giả thuyết ấn định, tùy thuộc vào kỳ vọng. Giả sử anh chị kỳ vọng PE là bằng mấy thì nó là bằng bao nhiêu, thì nó suy ra cái định giá bằng mấy, hay các anh chị kỳ vọng năm tới nó tăng trưởng lợi nhuận bằng bao nhiêu phần trăm, đó là cái giả thuyết, thì nó sẽ suy ra cái định giá nó là bằng bao nhiêu. Trong tất cả các quy trình định giá, các anh chị có biết, nếu anh chị nào mà dân tài chính chuyên nghiệp sẽ hiểu được cái vấn đề định giá. Cái vấn đề định giá nó phụ thuộc hoàn toàn vào các cái số liệu đầu vào các anh chị đưa vào, mà các số liệu đầu vào đưa vào đều theo cảm tính, gọi là cảm quan của nhà phân tích, chứ nó không phải là cái gì đó ghê gớm lắm đâu các anh chị. Nếu mà định giá được đúng và trúng ngay bập luôn thì những người làm phân tích chẳng bao giờ phải đi làm phân tích nữa, bởi vì họ sẽ bán ngay căn nhà của họ đi mua ngay cái thứ họ định giá, và sang năm họ sẽ có 4 căn nhà hay 3 căn nhà hay là vài năm sau họ sẽ rất là giàu. Nhưng mà nếu mà làm được chuyện đó thì những người làm phân tích mắc gì phải đi làm chuyên viên phân tích làm gì, họ chỉ là người dự báo thôi anh chị, họ chỉ là người dự báo thôi. Còn danh mục của các anh chị, danh mục của các tổ chức, các quỹ, nó căn cứ trên cái dự báo đó, căn cứ những nguồn thông tin tập hợp đó, phân tích đó, để anh chị gọi là tìm ra một cái giải pháp làm thế nào đó mà nó gần đúng nhất, hợp lý nhất, và nó mang tính chất gọi là ngoài cái việc đầu tư kiếm lời ra, nó còn anh chị nào làm dân đầu tư chuyên nghiệp, những người gọi là như chị Hương bên VND, hay là gần đây có một cái chị gì quản lý quỹ SRI em á, chị nói á, vấn đề nó nằm ở chỗ là đừng có trọng đọc đúng đúng sai 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 đúng đúng, hay là đừng có quá nặng nề câu chuyện này câu chuyện kia. Các anh chị đầu tư tham gia thị trường nó còn nhiều yếu tố khác nữa, nhiều yếu tố khác nữa mà ít người để ý tới, liên quan tới tính nhân văn, tính thúc đẩy của xã hội, của thị trường đấy. Đúng vào lúc buổi sáng ngày hôm hôm qua luôn thì tỷ giá trung tâm tiếp tục tăng, nó là đó anh chị hỏi về Fed đấy, ảnh hưởng Fed như thế nào đến Việt Nam đấy, ảnh hưởng đến cái tỷ giá trung tâm này này, nhưng lên cái đó đó ảnh hưởng này, bởi vì Fed tăng lãi suất, đồng đô la mạnh lên thì các đồng tiền khác yếu đi, thế thôi, chuyện đơn giản vậy thôi. Mọi người cứ đưa ra kiến thức kinh tế kinh khủng khủng khiếp làm gì, dễ hiểu lắm, đơn giản lắm, hãy đơn giản hóa vấn đề đi, anh chị sẽ thấy nó sẽ hay hơn, tích cực hơn rất là nhiều đấy. Câu trả lời cho các bạn nào hỏi về cái câu chuyện mà bảo là đang như thế nên như nào, nên như nào, nó nằm ở ngay cái kế hoạch ban đầu các anh chị giao dịch, cái quy trình quản trị danh mục như nào, tỷ lệ margin của anh chị ra làm sao, rồi cổ phiếu anh chị đang đầu tư anh chị mua giá nào, tại sao anh chị lại mua giá đó, giá đó so với cái định giá dự tính của anh chị nó là như nào, tăng trưởng lợi nhuận như nào, rồi nó nhiều vấn đề lắm, nó còn liên quan đến là giai đoạn vừa rồi giá cổ phiếu đó đã tăng chưa, đã tích lũy như nào, thì anh chị mới đưa ra được cái quyết định là mua hay bán. Bây giờ dữ liệu không có, bảo nhóm bọn em tư vấn cho anh chị là nên như nào, thì bọn em chỉ biết là nên như nào được. Không biết, nói chung không biết. Vấn đề đó là câu chuyện rất là khó. Fed họp báo công bố lãi suất vào thứ mấy? Thực ra thông tin chính xác thì nó nằm từ ngày 15 tới ngày 17, cho một cái biên là 15 đến ngày 20 tháng 3.
đó là phép họp báo sẽ công bố cái việc có hay tăng hay không tăng lãi suất. Câu hỏi nữa đó là ETF thay đổi thì sẽ có ảnh hưởng như thế nào tới thị trường chứng khoán Việt Nam? Ở đây thì chắc là có cả hàng trăm anh chị đang xem ở đây thì đã biết rằng là ETF thì đương nhiên là ETF là cái gì thì anh chị cũng có những người biết có người không. Nhưng nó nôm na nó là một cái quỹ mô phỏng chỉ số. Nó mô phỏng chỉ số tức là cái quỹ này nó phát hành chứng chỉ quỹ ở nước ngoài, ở Mỹ hoặc là ở một số thị trường chứng khoán phát triển. Mục đích của cái quỹ này là để gì? Để là nếu những người nhà đầu tư nào ở quốc tế mà muốn tham gia thị trường chứng khoán Việt Nam nhưng họ chưa hiểu được các doanh nghiệp ở trong nước thì họ sẽ đầu tư vào một cái thứ đó là cái chỉ số. Nhưng mà ở Việt Nam mình thì chưa cho phép đầu tư chỉ số VN Index thì họ mới đầu tư vào một cái mua một cái chứng chỉ quỹ khác, đó là chứng chỉ ETF. Để mục đích của chứng chỉ này là nó không cần biết cái gì hết, nó chỉ cần mô phỏng làm sao giống cái chỉ số là được. Và năm 2016 chia sẻ với các anh chị biết là một trong những quỹ mà bị không được hưởng tiền thưởng á là chính là ETF. ETF là cái đơn vị mà chẳng mô phỏng được đúng chỉ số, bởi vì năm vừa rồi là năm mà có rất nhiều những cái mà anh chị đã biết ở đấy, có những thanh gióng lên sàn sau đấy là thần thánh luôn. Thì các quỹ này nó không có những cổ phiếu nào trong danh mục, dẫn đến nó mô phỏng chỉ số chất quốc. Chỉ số thì cắm thẳng đứng nhưng mà cái chỉ số ETF của nó thì lại đi không đúng. Vì vậy cuối cùng là nó không đi sát thị trường. Mà mục đích của cái thằng ETF á, tại sao anh chị đặt vấn đề tại sao nó lại có thể là mua cả rốt vào? Bởi vì đơn giản rốt nó ảnh hưởng đến thị trường, nó không ảnh hưởng đến ai cả. Có thể nó sẽ không ảnh hưởng, chưa ảnh hưởng đến lợi ích của ai hết, nhưng nó ảnh hưởng đến thị trường. Và nó ảnh hưởng đến thị trường thì đồng nghĩa việc nó ảnh hưởng đến chỉ số của thằng ETF. Mà khi mà thằng ETF mô phỏng không đúng với chỉ số thì đó là cái KPI của nó bị fail. Fail thì nó không bị thưởng, nó không được thưởng và nó bị rút ròng rất là nhiều. Nó làm không đúng, nó làm không tốt thì nó bị rút. Nhưng nó làm không tốt ở đây không phải là do nó, mà nó làm tốt đây do là cái yếu tố của thị trường chứng khoán Việt Nam dẫn đến câu chuyện nó làm không tốt. Và cuối cùng nó rất là buồn, nó buồn đấy, cuối năm nó rất là buồn. Nó còn họp một số đơn vị, nó họp nó hô là các ông làm ăn thế này thì bọn tôi mô phỏng thế nào được đấy. Nó nói thế, nó ý kiến, nhưng mà ý kiến chả giải quyết vấn đề gì. Nói chung ý kiến thì cũng là nước đổ đầu vịt, nói chung là chả giải quyết vấn đề gì hết. Và cuối cùng thì nó sẽ làm theo cách riêng của nó. Và hôm nay chúng ta mới thấy rằng nó làm cách riêng, đó là VanX nó phá vỡ luôn cái quy luật chuẩn của nó là phải có giao dịch đủ 6 tháng. Mà Novaland là cái doanh nghiệp mà ngày trước đây em có nói là gọi là hòn ngọc, một cái hòn ngọc tức là siêu của Việt Nam mình về doanh thu và lợi nhuận bất động sản, anh chị nhớ không? Có lần mà có anh Cương Phan hay là một số anh chị em vô hồi nó là gọi là ô tô Trường Hải, em bảo không phải, đây là doanh nghiệp bất động sản và nó chính là Novaland. Novaland không đủ 6 tháng nhưng mà ngày hôm qua công bố dữ liệu thì VanX không thêm pha đốt, không thêm cái gì hết và họ đang làm theo cách riêng của họ và sắp tới đây họ sẽ làm theo cách riêng của họ nữa. Họ sẽ đi theo gọi là phá vỡ những quy chuẩn bình thường. Đó là doanh nghiệp phải đủ 6 tháng lên sàn giao dịch và có thanh khoản đủ thì họ mới thêm vào chỉ số. Nhưng Novaland là trường hợp đặc biệt, chưa đủ sao giao dịch 6 tháng họ vẫn thêm. Và đợt sắp tới đây họ chỉ thêm duy nhất mỗi Novaland vào danh mục, không thêm gì hết. VanX chỉ thêm mình Novaland thôi. Nó là câu chuyện, nó sự thay đổi, câu chuyện của thay đổi. Họ thay đổi, chúng ta cũng nên thay đổi theo họ, không nên làm những cái chuyện mà nó chả giống ai cả. Ngày hôm qua trên tường của em có book một cái về thống kê 20 doanh nghiệp lớn nhất. Anh chị nhìn lại cái doanh thu của các doanh nghiệp trong 20 doanh nghiệp lớn nhất. Lớn nhất ở đây đó là lớn nhất về cái vốn hóa thị trường. Anh chị thấy là chất quốc có những doanh nghiệp doanh thu không nổi 3.000 tỷ nhưng mà vốn hóa thị trường 70.000 tỷ. Ôi trời ơi, có những doanh nghiệp như thế đấy anh chị. Còn những còn lại thì đấy, anh chị xem lại cái bảng thống kê mà hôm qua. Thực ra là cái bảng này thì Thắng có cóp lại trên Cà Phê App. Có một cái đơn vị nào đó nó thống kê về 20 doanh nghiệp mà nhìn lại 20 doanh nghiệp á thì anh chị sẽ thấy ít người để ý những chuyện này lắm, nhưng mà những chuyện này nó là vấn đề nền tảng, vấn đề cốt lõi cho thị trường chứng khoán. Thì mới thấy rằng là 20 doanh nghiệp lớn nhất là cái từ Thanh Hóa nhà em ạ, lớn nhất thì mới thấy rằng là ôi thôi hối lắm. Những cái doanh nghiệp, có rất nhiều doanh nghiệp mà chẳng đâu vào đâu cả mà lên như là giá lên thì đương nhiên vốn hóa thị trường nó tăng, thì vốn hóa thị trường càng tăng thì trọng số của nó ảnh hưởng thị trường càng lớn. Anh chị sẽ rất là lúc đầu nó nhỏ, nó trọng số nó thấp, khi nó vốn hóa nó lớn thì trọng số nó cao, thì khi nó đi lên thì trách nhiệm thuộc về bố con nhà nó, nhưng mà khi nó mà đi xuống á thì trách nhiệm thuộc về toàn xã hội. Cũng giống như câu chuyện mà
khi mà cho một tổ chức vay với số tiền nhỏ thì trách nhiệm thuộc về người người đi vay, nhưng mà khi mà cho một tổ chức mà vay với số tiền số lượng tiền thật là lớn thì trách nhiệm thuộc về chủ nợ. Mày là chủ nợ mày cho vay lớn mày phải chịu nhiệm, tao được quyền vay là đó là chuyện của tao. Những câu chuyện đó ít ai nói đến anh chị. Thì cái câu chuyện giá cũng vậy thôi, khi nó đi lên nó từ một một thằng bé tí hon nó lớn lên thành thằng thánh gióng, thì đến lúc nó đi lên nó là trách nhiệm của bố mẹ nó cho nó ăn. Nhưng mà khi mà nó to bằng cái thằng đánh gióng rồi, nó to bằng quả núi rồi, nó có thể đè chết hàng trăm hàng nghìn người, thì khi nó giảm xuống trách nhiệm là của toàn xã hội. Đó là một cách mà em nói là thằng Mỹ hoặc là nước Mỹ họ đã bán lạm phát cho toàn cầu bằng việc là đưa ra bốn ba cái gói QE1, QE2, QE3. Khi mà kinh tế của họ xấu họ lấy cái lợi thế đó là đồng đô la, là đồng mà trên toàn cầu sử dụng, nên họ chỉ cần bớt in thêm đô la QE1, QE2, QE3 là cách là in thêm đô. Khi in thêm đô thì nước họ được hưởng lợi, nhưng lạm phát là cả toàn thế giới bị hưởng, bị phải chịu. Nó cách bán lạm phát. Hôm nào em sẽ chia sẻ cái việc mà bán lạm phát trên toàn cầu cho anh chị hiểu hơn về mấy cái gói mà trong những năm 2009, 2010 nước Mỹ họ khủng hoảng, họ giải quyết vấn đề bằng việc bơm QE. Và Việt Nam mình năm 2009 cũng làm một cái gói đó, đó là không phải là bơm QE mà gói hỗ trợ lãi suất 3,5%. Nhưng mà nói thật thưa với anh chị, giai đoạn đó cái nơi cần hỗ trợ người nghèo, những doanh nghiệp cần hỗ trợ để củng cố phát triển thì không được, nhưng cái đó đến được đến tay rất rất nhiều những tổ chức mà đáng ra không không cần được hỗ trợ. Hỗ trợ 4,5% lãi suất hay 3% lãi suất em nhớ không rõ đó, năm 2009 á, nhiều lắm. Trong kiến thức thì nó nhiều 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 vô kể lắm, nhiều nhiều cực kỳ nhiều các vấn đề mà anh chị cần phải nghiên cứu, chứ không phải là chỉ câu chuyện là ném đống tiền vào đây sau đấy làm bậy bán mua bừa bán bậy. Thế thì cách mà để mà tỷ suất tỷ lệ 5 năm nó đúng hơn đó, đó là ngồi vào sòng bạc nó nhanh hơn, nó đúng hơn 5 năm, tỷ lệ đúng sai của nó 5 năm. Còn ở sòng trứng này ở cái nơi này mà cứ mua mua bán mua bừa bán bậy á, tỷ lệ đúng sai của anh chị là 73 anh chị ạ, tỷ lệ đúng là 3/30% mà tỷ sai 7%, bởi vì có nhiều yếu tố sẽ khiến anh chị sẽ tỷ lệ sai sẽ là 7 không phải là 5 nữa. Anh chị muốn nghe cái câu chuyện này thì video khác em sẽ nói cho anh chị nghe tại sao mà anh chị tham gia chứng khoán nếu như anh chị không không đầu tư nhiều vào nó thì tỷ lệ sai sẽ là 7 mà tỷ lệ đúng sẽ là 3. Bởi vì cái này nó là chân lý rồi, 100% người chơi chứng khoán thì 95% là người mất, 5% người được. Vậy là vấn đề nó nằm ở chỗ là chúng ta không đầu tư thì chúng ta chẳng bao giờ thuộc cái thành phần 5% hết. Túm lại là như thế. Đó là thực tế. Và để cho cái tỷ lệ 5% này nó tăng hơn, nó hợp lý hơn thì cần phải xây dựng một cái thị trường giống như thị trường chứng khoán Mỹ á. Anh chị bảo người ta đầu tư chứng khoán có lỗ không? Thưa với anh chị rằng là trong vòng gần 70 năm gần đây, 50 năm gần đây thị trường chứng khoán của nó từ 1.000 điểm mà bây giờ là 21.000 điểm. Thì nó cứ tăng trưởng bền vững ổn định đi theo những cái sự phát triển của kinh tế. Thì làm sao người đầu tư chứng khoán người ta lỗ được? Lỗ chỉ là lỗ ngắn hạn thôi. Nhưng mà 15 năm vừa rồi Việt Nam mình á xuất phát điểm của mình là 1.000 điểm à 100 điểm. Em nhớ không nhầm là 100 điểm. Bây giờ 600 điểm. Nhưng mà thực tế có những doanh nghiệp, lấy ví dụ Vietcombank này, cái lúc mà IPO lần đầu là giá 120, thưa với anh chị bây giờ còn 40. Vậy là đi lên hay đi xuống? Nó gọi là đi lên đi xuống, đi chồng đít đấy, đi xuống á. Hay là có những doanh nghiệp ví dụ như là FPT có thời kỳ 250.000 cổ phiếu, anh chị chưa biết cái cảnh nó biết đâu. Hay là Hoàng Anh Gia Lai có thời kỳ 120.000 một cổ phiếu, 130.000, 150.000 cổ phiếu. Bây giờ thưa anh chị còn mấy nghìn? Đó là những câu chuyện của chuyện xóa tiền thiếu yếu kém không bền vững, và chúng ta là những thành phần sẽ xây dựng chuyện đó. Cố gắng lên các anh chị, cố gắng lên, không phải một video đâu, 100, 200 và nhiều video khác. Thắng sẽ dành rất nhiều thời gian để làm cái chuyện này, để gì, để là gọi là ăn cơm nhà mà vác tù và hàng tống anh chị, trong cái gọi là cái gì đó, trong cái bộ phim gì mà người ăn cơm nhà vác tù và hàng tống đó. Đất và người, nếu nhớ không nhầm là bộ phim Đất và Người. Ok anh chị không ủng hộ được em cái gì hết á thì ủng hộ được cho em cái sự chung tay chia sẻ những cái video em nói, những cái thứ em nói. Hôm nay video này thì sẽ mong các anh chị chia sẻ thật nhiều, like thật nhiều.
cho nó đủ khoảng tầm vài ba trăm cái like, vài ba nghìn cái chia sẻ và bình luận thì anh chị, mỗi anh chị cứ để lại cho em 15 cái bình luận vào đây cho nó mau. Cái gì mà sợ, cứ bình luận luôn này, gõ cứ gõ dấu hỏi dấu ngã vào đấy là nó cũng ra bình luận gì đâu. Thằng Facebook nó rất là hay, nó hiểu được cái chuyện đó, nó hiểu là dấu hỏi dấu ngã tức là cái sự nhiệt tình của sự ủng hộ đấy. Facebook nó hiểu như thế. Nó nói vui nhưng mà thực tế là đó là như thế. Mà Facebook hiện tại bây giờ nó đang hỗ trợ rất nhiều cho những người mà làm công tác cộng đồng, những người làm công tác cộng đồng như em. Mỗi lần mà em có nói chuyện gì đó liên quan đến đến xây dựng cộng đồng hay là xây dựng hội nhóm mà mang tính chất tích cực á, thì nó sẽ thông báo cho các anh chị. Còn những cái thành phần nào mà dần dần bây giờ mà cứ live stream mà cứ cởi đồ ra, cứ lột đồ nào, cố gắng live để sẽ lột đồ thì nó sẽ chặn. Đấy, nó hỗ trợ cho người làm cái việc tốt tích cực, còn những người mà làm việc xấu là Facebook nó chặn hết. Đó anh chị coi. Nó đang triển khai hỗ trợ những người giống như em và các anh chị xây dựng cộng đồng càng ngày phát triển hơn, xã hội càng ngày càng tiên tiến hơn. Tiên tiến hơn thì môi trường sống của anh chị mới tốt hơn được chứ, đúng không? Mắc gì ta phải đi sang Mỹ xin visa đi Mỹ để tìm môi trường sống. Chúng ta tự xây dựng cái môi trường sống của chúng ta ngày càng tốt đẹp hơn, tích cực hơn. Và chúng ta không phải là phù phiếm nhau là cái chuyện là các anh chị giống như đa cấp ấy. Các anh chị không cần phải làm gì cả, cứ việc làm như thế này sẽ là giàu có. Đó là chuyện nhàm, xàm, vớ vẩn. Không có đâu. Có chuyện nào mà chúng ta chẳng cần phải làm gì cả, chỉ nằm ngửa là tự dưng có tiền. Chuyện đấy thì chỉ có ở trên cái xứ sở thiên đường thôi. Ở cái xứ nào, cái xứ mà làm ăn kinh doanh thì không có cái chuyện đó đâu anh chị ạ. Kinh doanh nó là thương trường, thương trường thì nó là chiến trường. Mà đã là chiến trường thì nó cực kỳ như là cam go và khốc liệt. Nó là sự đấu trí, đấu nhiều thứ lắm. Rất nhiều thứ đấu ở trên thị trường này. Câu hỏi cuối cùng là em chỉ có thể theo dõi được chứ không comment trên video của anh được. Thưa với anh chị là bây giờ là Facebook của Thắng là 5.000 bạn rồi, không có kết bạn thêm được. Thì vì vậy nên là hãy ấn theo dõi, ấn kết bạn thì nó sẽ chuyển thành theo dõi. Các anh chị cứ ấn kết bạn với Thắng thì nó sẽ thành theo dõi. Ấn như vậy thì anh chị vẫn có thể comment được chứ không phải không. Ấn theo dõi thì sẽ comment được. Anh chị chưa theo dõi nên là không comment được thôi. Không comment được thôi. Nên là ấn theo dõi đi. Mọi người ấn theo dõi. Em có một mục đích là làm thế nào đấy mà cái nick này sẽ có 10.000 người theo dõi. 5.000 bạn bè, 10.000 người theo dõi. Để gì? Để tư lợi cá nhân thôi anh chị. Để có nhiều người, nhiều cộng đồng quá thì nói chuyện có nhiều người nghe. Đấy, đó là tư lợi cá nhân anh chị. Là và nói chuyện nhiều thì được nhiều người like. Tư lợi cá nhân là bằng nhiều like, nhiều chia sẻ, nhiều comment. Đấy, nghe nó sướng. Ví dụ như mai mốt em ngồi ở quê nhà em thì gần ngay chạy 5. Ngồi ở quán cà phê ngay cổng chạy 5 mà ông nào mà WhatsApp bảo vậy để sau này ra ngồi nào ở đâu. WhatsApp phát nhìn thấy ủa cha này nó ngồi ngay trong chạy 5. Đấy, vẫn ngồi nói chuyện với anh chị, vẫn được comment, vẫn được like, vẫn được chia sẻ. Còn tiền bạc thì nói thật thưa với các anh chị là được mất được. Đủ hay không đủ, nhiều hay ít đó do tâm tư và tình cảm của mỗi người. Mỗi con người chúng ta có một cái cách nhìn nhận về vấn đề là tiền bạc nó như thế nào. Cuộc sống thỏa mãn đến đâu thì do mỗi người thôi. Những người ngồi nói chuyện và nghe những cái chia sẻ của em sẽ hiểu hơn ai hết. Có rất nhiều người giàu lắm anh chị. 5-70 tỷ là thường. Thường lắm. Giới dân tài chính thì 50 tỷ, 70 tỷ trong danh mục, trong tài sản. Không hề hiếm. Không hiếm. Nhưng chẳng có cái nào gọi là giàu sang phú quý là biết đâu là đủ hết. Ok các anh chị. Ôi giời ơi. Hôm nay thứ bảy mọi người đi đâu hết rồi nhỉ? Hôm nay thứ bảy mọi người đi đâu hết mà số lượng người xem ít quá. Ít quá là nhà không muốn nói, chán. Buồn. Anh chị có muốn nghe về cái sự phân biệt giữa Sabico với lại Vinamilk không? Chỉ khác nhau giữa Sabico và Vinamilk, sự khác nhau giữa Hòa Bình, Cô Tích Công và Pharos. Sự khác nhau giữa
Anh chị muốn nghe về 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 vấn đề gì em sẽ trao đổi thêm với anh chị. Hôm nay thì rảnh quá mà. Mọi người thường hay nghe là thích nghe là cổ phiếu này cổ phiếu kia, con này con kia nó như thế nào, lên nữa hay xuống nữa. Những ông nào mà ngồi nói cái câu chuyện đó, em cũng hay, cũng lâu lâu cũng hay nói, nhưng cũng chia sẻ thật với anh chị đó là Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn xin thông báo ngày mai vào buổi sáng trời sẽ mưa, buổi chiều trời sẽ nắng. Nhưng thực tế ngày mai thì buổi sáng và đến buổi chiều trời nó mưa sụt. Vậy vấn đề nó nằm ở câu chuyện đó là cái con này con kia nó như thế nào á, nó cũng chỉ là công tác dự báo dựa theo phân tích kỹ thuật. Theo phân tích kỹ thuật. Mà phân tích kỹ thuật thì lại dựa trên lại cái nền tảng đó là dữ liệu của quá khứ để suy ra tương lai. Nó chỉ là cái công tác dự báo, tính xác suất đúng của nó cao hơn so với việc mà mình không có cái công cụ dự báo đó thôi. Chứ nó không phải là quyết định đầu tư mua bán. Đúng không anh chị? Nó không phải là quyết định đầu tư mua bán. Quyết định đầu tư mua bán nó phải được sự gắn kết, kết nối với doanh nghiệp, kết nối với người chủ doanh nghiệp, kết nối với lại kết quả kinh doanh và kết nối với việc doanh nghiệp đó đang làm gì, nuôi con gì, trồng cây gì. Chứ nếu mà các anh chị mà chỉ nhìn trên cái biểu đồ không thì nó không đúng đâu. Nó không trúng đâu, không đúng, không trúng, không phải như thế. Và anh chị chỉ nhìn trên cái doanh nghiệp không mà nhìn trên mình cái chuyện lợi, cái mỗi cái chỉ số đó là lợi nhuận không, nó cũng không đúng. Tôi lấy ví dụ, nếu như mà trồng cây thuốc viện mà nếu như mà buôn con cà ve thì lợi nhuận của nó kinh khủng lắm, nhưng mà nó vi phạm pháp luật, nó vi phạm pháp luật. Còn nếu mà nó trồng cây lúa với trồng cây ngô, cây khoai, cây sắn thì đương nhiên là nó sẽ lợi nhuận nó sẽ vừa phải, nó tăng trưởng một cách bền vững, phù hợp. Còn cái sự đột biến thì là có những mấy anh buôn súng, buôn vũ khí, buôn thuốc viện, đó mới là cái sự đột biến. Cái doanh nghiệp nào mà phát triển một cách bền vững, không vi phạm pháp luật, tạo ra công ăn việc làm và phát triển bền vững trong vòng tối thiểu ở Việt Nam mình có thể quy là 10 năm thì đó mới gọi là doanh nghiệp đáng để các anh chị lưu tâm và quan tâm tới. Còn những doanh nghiệp nào mà mang tính chất đột biến, nó chỉ là cái thứ lý do để cho cái giá nó dịch chuyển trong ngắn hạn. Nhưng anh chị thử nghĩ xem, động lực nào cho câu chuyện những năm tới nữa? Đó là mới là câu chuyện. Tôi lấy ví dụ như ngành thép. Tôi lấy ví dụ như ngành thép. Ngành thép là một ngành mà trong 2 năm vừa rồi thị trường bất động sản nóng và ấm lên. Thì cái việc mà tăng trưởng trong năm 2016, 2017 và có thể là năm 2018 nữa vẫn còn dư địa để tăng trưởng tiếp, bởi vì bất động sản còn xây, còn cần đến thép, còn cần đến nguyên liệu vật liệu cơ bản. Và trong những năm nền kinh tế Việt Nam mình là kinh tế đang phát triển thì nó cần những cái này trong ngắn hạn. Nhưng thưa với các anh chị, cái dư địa phát triển bền vững của câu chuyện mà đầu tư phát triển nhà máy thép Cà Ná, rồi đầu tư phát triển thêm những nhà máy tôn thép tùm lum tá lả ở trên trên toàn quốc, sức cạnh tranh xuất khẩu quốc tế. Tôi không phải là người phân tích ngành thép nên tôi không biết chính xác là như nào, nhưng tôi góc độ có thể dự báo và dự đoán được là cái sức cạnh tranh của mình trên trường quốc tế là rất là thấp, rất là thấp. Vì vậy việc mà đưa ra những nhà máy giống như Formosa, giống như là thép Cà Ná, giống như là thép này thép kia, thép A thép B thép C thép D, là đầu tư rất nhiều các dây chuyền thép Thái Nguyên, rồi thép đủ thứ các loại thép. Thứ hỏi là dân Việt Nam có đưa thép lên bàn ăn được không? Không bao giờ có thể cắt khúc thép để bỏ lên bàn ăn để ăn được. Đầu tư xây dựng thì xây hết rồi thì nó thôi chứ. Xây một tòa nhà xong 50 năm, 100 năm sau mới phá nó đi được chứ. Chứ có phải là cứ xây lên sau đấy phá đi lại xây cái khác thì tôi cần thép được mãi đâu. Cái đường thì xây thì cũng phải 30 năm sau mới mới phá đi làm cái đường mới được chứ. Vì vậy cái dư địa phát triển của cái ngành xây dựng, ngành hạ tầng rồi các thứ nó cũng có một cái giới hạn nhất định.
Và cái việc mà anh nó giống như cái bài toán của nông nghiệp đó, nghĩa là năm nay thấy cái giá của cái quả cao su nó tăng hay là quả dứa nó tăng, đấy là nhà nhà người người đi làm dứa, sang năm á, cái quả dứa gọi là cái quả ở trong miền Nam nó gọi là quả thơm ấy, trong đấy là sang năm thì giá quả thơm nó giảm, thế là thơm vứt cho bò ăn, cũng giống như ở ngoài Bình Thuận nó trồng dưa hấu anh chị. Tức là bây giờ là cái nhà nhà người người mà đổ xô đi làm thép, đổ xô đi làm một cái thứ gì đó mà đang trong ngắn hạn nhưng không tính được cái dư địa của dài hạn, thì thưa anh chị là lúc sau nó dư thép chẳng hạn, ví dụ nó dư thép chẳng hạn, xuất đi thế giới thì không xuất được, cạnh tranh trên trường quốc tế thì chưa chắc đã ăn lại được với lại anh thép Trung Quốc, mà cứ đổ xô đi thế thì thử hỏi chúng ta có chặt khúc thép ra để ăn là không, không chặt khúc thép ra ăn được. Đấy, đó là vấn đề đặt ra cho cái ngành thép. Ví dụ thôi, tôi đây đang nói là không có số liệu cụ thể nên tôi chỉ nói ở góc độ để cho anh chị nói giản đơn để chị hiểu vấn đề đó là ngành nghề đặc thù nó phải là như thế nào. Và anh chị để quay lại đặt một câu hỏi là trong 15 năm vừa rồi tại sao Vinamilk nó vẫn phát triển bền vững như thế? Thưa với anh chị là Vinamilk nó là bán sữa thì giả sử như bản thân Thắng, bản thân tôi uống một lốc sữa xong ngày mai có uống được nữa không? Đương nhiên là uống được, đi vệ sinh xong hết ngày mai uống tiếp. Ví dụ bia nó có thể có dư địa phát triển bền vững không? Có. Anh chị uống xong ngày mai đi vệ sinh xong bữa kia lại uống được. Đấy. Ngành nông các cái ngành mà liên quan đến gọi là sản phẩm tiêu hao á, nó phát triển bền vững nhất là lâu lâu, lâu dài được. Đó là cái thứ anh chị cũng cần một cái tư duy để suy nghĩ. Ngày nào cũng thế, tôi đang nhìn cái tầm nhìn dài hạn và nhìn từ vĩ mô xuống đến cái tầng vĩ mô. Tất nhiên, chúng ta không căn cứ, vẫn là câu chuyện là có nhiều lần nói với anh chị, chúng ta không căn cứ câu chuyện dài cho ngắn mà ngắn cho dài. Đó, sơ qua như thế cho anh chị thấy thì chúng ta mới đi được đúng và trúng nhiều vấn đề hơn. Buổi sáng nay thì tôi sẽ dành ra 10 phút để lấy ý kiến của các anh chị, lấy ý kiến của anh chị về về việc là sẽ thành lập một số cái lớp. Lớp này thì một 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 quý ta chỉ thực hiện một lần thôi, để có bàn ghế hàng hoàn, chúng ta sẽ quýnh liên tục, tức là gọi là cùng nhau gặp nhau liên tục trong vòng 2 ngày luôn, thứ bảy chủ nhật cả sáng chiều luôn, là như vậy, nói hết những thứ cần nói, tranh luận với nhau nảy lửa trong vòng 2 tuần, tức là bốn bốn ngày liên tục, 2 cái thứ bảy chủ nhật nói với nhau. Bọn em sẽ đứng ra làm công tác tổ chức để cho chúng ta gặp nhau. Thì anh chị có muốn cái này không? Có muốn cái này không? Chúng ta sẽ làm ở Hà Nội một quý, Hà Nội một lần và ở Hồ Chí Minh một lần. Và thuê phòng đàng hoàng, thuê phòng ốc đàng hoàng luôn trong trung tâm hội nghị đàng hoàng để chúng ta gặp nhau, choáng nhau liên tục trong vòng 2 ngày của 1 tuần và 2 tuần liên tục. Thứ bảy nhật. Anh chị nào có nhu cầu về cái vụ này thì anh chị để lại cái thông tin ở phía dưới. Chút xíu thì sẽ có một cái link cho anh chị thử đăng ký cái này. Làm một cái link đăng ký cái này đi. Nếu mà anh chị đồng ý với câu chuyện này thì thôi, cái link này thì để ngày mai em sẽ đăng cái link này lên. Thì nếu như anh chị đồng ý với câu chuyện này thì chúng ta sẽ cùng nhau xét lại cái vụ này để anh chị gặp nhau, để anh chị được gặp nhau cùng nhau nói, cùng nhau chia sẻ, sẽ dành một phần trong cái số tiền mà trong xét cái cuộc trao đổi này sẽ mời khoảng tầm ba bốn người gì đấy, trả tiền đồng hồ cho họ, ví dụ 5 triệu một người trả tiền cho họ, họ đến họ nói cho anh chị trong vòng 4 ngày đó liên tục đủ thứ các loại vấn đề, thì chúng ta sẽ thu ví dụ thu học phí khoảng tầm 5 triệu một người ví dụ thế, thì chắc khoảng tầm 20 người thôi làm trong 4 ngày liên tục, 4 ngày liên tục, 4 ngày thứ bảy chủ nhật, cứ mỗi ngày một hơn 1 triệu gì đấy, 5 triệu một người, thì chúng ta sẽ thuê một số người mà thống nhất với nhau sẽ thuê một một vài người tới nói chuyện một buổi như vậy, ví dụ như là một người như vậy là khoảng 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 3 đến 5 triệu gì đấy, nếu họ nói cho anh chị nghe nhiều thứ. Ngoài Thắng nói ra, Thắng chỉ là ý kiến cá nhân của Thắng và cái nhóm của Thắng thôi, còn lại nhiều, nhiều ý kiến cá nhân của nhiều ý kiến của các tổ chức nó cũng hay lắm anh chị, khá là hay đấy anh chị, đúng không ạ?
Tôi sáng giờ nói thì cũng hơn 1 tiếng rưỡi rồi, dành thời gian để cho các anh chị nghỉ ngơi nữa. Xin kết thúc cái video tại đây. Thân ái chào và hẹn gặp lại các anh chị trong một cái buổi họp khác vào thứ bảy tuần sau. Cảm ơn các anh chị nhiều ạ. Chúc anh chị một cái kỳ nghỉ cuối tuần vui vẻ, nhiều hạnh phúc. Chiều hôm nay Thăng đi chơi luôn. Cảm ơn các anh chị.